camera lắp trước mỗi gia đình sẽ trở thành công cụ hữu hiệu hơn khi được kết nối với hệ thống chỉ huy trung tâm tại mỗi phường. Bởi khi đó, có người thường xuyên ứng trực, xử lý ngay tình huống khẩn cấp, chứ không dừng lại ở việc giám sát đơn thuần. Thời gian vừa qua xảy ra rất nhiều vụ án đột nhập, hoặc những vụ án diễn ra trên đường giao thông, trên các tuyến giao thông, nhưng trước cửa nhà dân. Và nhờ việc các nhà dân bên đường có lắp hệ thống camera đó, nó hỗ trợ rất nhiều cho hoạt động điều tra, truy xét thủ phạm. Camera của điểm nút trọng yếu trên địa bàn toàn phường đã có camera an ninh giám sát. Toàn bộ hệ thống được chạy bằng đường dây cáp riêng của lực lượng công an, đảm bảo tín hiệu hình ảnh tốt nhất và ổn định nhất được truyền về trung tâm chỉ huy. Điểm khác biệt ở phường này là bất kỳ hộ gia đình hay doanh nghiệp nào cũng có thể đăng ký và đấu nối camera an ninh của gia đình vào hệ thống đường cáp camera chung này. Từ đó, dữ liệu hình ảnh sẽ được quản lý ngay tại các gia đình và tại trung tâm điều hành. Các chuyên gia an ninh cho rằng điều này không ảnh hưởng gì nhiều đến quyền riêng tư, nên người dân sẵn sàng chia sẻ dữ liệu. Và giám sát tình hình an ninh trật tự. Nhiều vụ việc như trộm cắp, tai nạn giao thông đã được ghi lại khi lực lượng công an quan sát thông qua các màn hình hiển thị. Cuối năm 2017 thì anh em chúng tôi cũng đã qua sự vận dụng và sử liệu hình ảnh của camera cũng đã triệt phá được hai ổ nhóm trộm cắp tài sản, chuyên đi trộm đêm ở các địa bàn nhà dân và trộm tài sản của nhiều công nhân trên địa bàn. Chúng đã bắt giữ và xử lý theo quy định pháp luật. Mọi người dân, mọi cá nhân có thể đấu nối trực tiếp vào hệ thống camera của công an phường và từ đấy cùng nhau sử dụng dữ liệu hình ảnh và cùng nhau quản lý và giám sát cũng như hỗ trợ nhau để trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn phường và vi phạm pháp luật nói chung trên địa bàn phường. Tại hàng chục điểm, tôi cho rằng cái việc này và cái việc quyền riêng tư là hai chuyện khác hẳn nhau. Bản thân camera lắp đặt có mục đích là để bảo đảm an ninh chứ không nhằm vào cái việc là khai thác đời tư. Bản thân cái camera nó rất trung tính, nó sẽ ghi lại tất cả những hình ảnh trong phạm vi ống kính bao quát, không tốt không xấu. Cái chính là cái con người nào nếu như người ta thực hiện những hành vi mà xấu xa chẳng hạn, tiêu cực chẳng hạn, hoặc hành vi phạm tội chẳng hạn, người ta sợ thôi.